Nào ngã bây giờ. Nào đi vào đây. Cậu uống nước đi này. Ủa này, cậu làm cái gì đấy? Nước ấy, cơ thể anh đang bị ướt ấy. Trăm ngàn con sóng xuống Big City, Big City Boy, cho em bằng cà vạt Penthouse trên Đà Lạt. Nếu mà ngoan thì em sẽ được thương, còn hư thì anh phải bị phạt. Ê! Đường về nhà là vào tim ta, dấu nắng muôn trùng xa. Em sẽ là mùa xuân của mẹ. Em sẽ là màu nắng của cha. Em đến trường học bao điều lạ, môi mím cười là những nụ hoa. Trang sách hồng nằm mơ mà ngủ, em gối đầu lên những dòng thơ. Em thấy mình là hoa hồng nhỏ bày giữa trời, là tháng ngày qua. Cậu tỉnh rồi à? Ơ, tại sao chị lại ở đây? Đây là đâu? Hôm qua cậu say rượu không biết gì. Nhân viên ở quán bar phải gọi điện để nhớ tôi đưa cậu về đấy. Mà tìm mãi cũng không thấy thẻ từ của cậu ở đâu cả. Mà tôi thì không nỡ để cậu phải ngủ ngoài hành lang, nên đành cho cậu tá túc ở đây. Đêm qua có gì xảy ra không ạ? Có. Trăm ngàn con sóng Big City Boy, City Boy. Thôi, tỉnh rồi thì về đi, không ai nhìn thấy lại dị nghị đấy. Dạ. Cảm ơn chị. Nhớ giữ bí mật đấy. Anh gì? Em chào anh. Ê, nói với em là anh vừa trong nhà chị Trang ra đấy nhá. À, thôi anh đang có việc, lúc khác gặp nhé. Em chào anh nhá. Mới có sáng sớm mà đã. Không lẽ đêm hôm qua hai ông bà ấy? Nè, chị hỏi ai đấy? Chẳng ai cả. Cậu nào đấy? Shipper.